Arsenal giúp tỷ phú Kroenke Ken tăng 2 tỷ đô la Mỹ tài sản. Màn trình diễn ấn tượng của các đội thể thao do Stan Kroenke Ken sở hữu khiến khối tài sản của vị tỷ phú này tăng lên đáng kể. Tỷ phú Stan Kroenke Ken và con trai Josh Kroenke Ken trải qua mùa giải thành công. Nhà Kroenke Ken trải qua một mùa giải thành công khi các đội bóng đá, bóng rổ và khúc côn cầu do họ sở hữu đều thi đấu thành công. Arsenal trở lại sân chơi Champions League 2023-24 và cán đích ở vị trí thứ hai ngoại hạng Anh mùa này, giúp doanh thu của câu lạc bộ dự kiến tăng lên hơn 86 triệu đô la Mỹ, 70 triệu bảng. Bên cạnh đó, đội khúc côn cầu Colorado Avalanche của nhà Kroenke cũng giành cúp Stanley, danh hiệu danh giá bậc nhất thể thao Mỹ. Tỷ phú 75 tuổi còn có niềm hy vọng lớn vào Denver Nuggets, đội bóng rổ vào tới chung kết tổng NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, mùa này. Theo thống kê từ Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Kroenke tăng vọt 2 tỷ đô la Mỹ sau mùa giải năm nay, ở mức 14,9 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thương hiệu của Arsenal hay Colorado Avalanche tăng cao giúp nhà Kroenke thu được món hời lớn nếu bán các đội thể thao này vào thời điểm hiện tại. Nếu Denver Nuggets vượt Miami Heat để vô địch NBA mùa này, khối tài sản của tỷ phú người Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng. Sự khởi sắc về tình hình kinh doanh thể thao của nhà Kroenke hứa hẹn giúp Arsenal có mùa chuyển nhượng bùng nổ. Pháo thủ được cho là đã liên hệ với Declan Rice và sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ tuyển thủ người Anh. Ngoài ra, Arsenal cũng có thể tăng cường thêm một trung vệ và một tiền đạo ở phiên chợ hè năm nay. Tỷ phú Kroenke tiếp quản hoàn toàn Arsenal từ năm 2011, nhưng thường bị chỉ trích là keo kiệt và thiếu đầu tư cho đội bóng. Việc Arsenal sa sút nhiều năm qua khiến cổ động viên đội bóng thành London mất niềm tin với nhà Kroenke. Tuy nhiên, kể từ khi huấn luyện viên Mikel Arteta lên dẫn dắt đội chủ sân Emirates, ông chủ người Mỹ bắt đầu chi tiêu thoáng hơn trên thị trường chuyển nhượng. Với gần 180 triệu bảng bỏ ra mua cầu thủ ở mùa giải 2022-23, Arsenal chỉ kém Chelsea hơn 200 triệu bảng trong danh sách các câu lạc bộ chi tiêu mạnh nhất châu Âu.